Trước hết xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Chánh đã tham gia cùng chương trình 3 phút cùng luật sư của báo Dân Trí. Thưa luật sư, thì những ngày cuối năm lại rộ lên rất là nhiều tin tức về việc phát hiện các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, và dư luận xã hội thì rất bức xúc về tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chế biến thịt động vật thối dùng hóa chất để tẩm vào thịt thối để bảo quản. Vậy thì theo pháp luật quy định xử lý những hành vi này như thế nào thưa ông? Xin chào bạn đọc báo Dân Trí. Theo quy định tại khoản 1 điều 6 luật an toàn thực phẩm năm 2010 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, thì đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà có thể xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Vậy cụ thể các mức xử lý này như thế nào thưa luật sư? Theo điều 14 nghị định 119 năm 2013 của Chính phủ quy định, hành vi vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật không đạt quy chuẩn về vệ sinh thú y sẽ bị phạt từ 80 đến 90% giá trị sản phẩm động vật vi phạm, nhưng không vượt quá 50 triệu đồng. Hành vi vi phạm kinh doanh động vật trên cặn mắc bệnh, chết vì bệnh hoặc sản phẩm động vật chưa được cơ quan thú y có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận được phép tiêu thụ thì sẽ bị phạt từ 100 đến 150% giá trị sản phẩm động vật vi phạm, nhưng không được vượt quá số tiền là 50 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức cá nhân vi phạm buộc phải đưa số thực phẩm trên làm thức ăn chăn nuôi hoặc phải bị tiêu hủy. Còn về trách nhiệm hình sự thì được quy định ở điều 244 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Cụ thể, luật quy định người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không đảm bảo về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, gây ra thiệt hại về tính mạng hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe của người tiêu dùng thì sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo luật sư thì mức xử phạt trên đã đủ sức răn đe hay chưa, mà thực tế cho thấy vi phạm ngày càng nhiều? Việc kinh doanh thịt thối hay tẩm hóa chất vào thịt thối để bảo quản, tẩy mùi, mặc dù việc này là hết sức nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, thậm chí có thể gây hậu quả lâu dài về sau đối với sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, trên thực tiễn thì hiện nay chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, khó có thể xử lý hình sự. Bởi lẽ, theo điều 244 Bộ luật hình sự hiện hành, thì chỉ khi nào người tiêu dùng do sử dụng cái thực phẩm này không đảm bảo vệ sinh mà bị chết hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe thì lúc đó người chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mới bị xử lý hình sự. Chưa kể đến trường hợp là phải chứng minh được cái người chế biến, người cung cấp thực phẩm đó biết rõ thực phẩm đó là không đạt vệ sinh tiêu chuẩn an toàn. Đây là vấn đề mà tại sao hiện nay có rất nhiều người sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm